tôi vừa mới bảo các bạn là đừng mua laptop cảm ứng làm gì cả, chứ đừng có tham màn nét màn cảm ứng. Asus lại đúng ngay vào mồm tôi một quả laptop màn hình cảm ứng. Thế thì để không mang tiếng là một người bảo thủ, tôi sẽ cho chiếc máy này một cơ hội xem như nào. Chào mừng các thượng đế đã quay trở lại với cửa hàng của người chơi đồ. Hôm nay thì tôi đã không cửa hàng lắm, tự nhiên tôi lại được mượn quả Vivobook này. Thì ban đầu tôi cứ tưởng là nó như mấy con Vivobook khác thôi, nhưng mà không, nhìn về cấu hình và đặc biệt là giá thành thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó có gần 16 triệu thôi nhưng mà lại i9 13900H nhé, nhắc lại là i9 đuôi H chứ không phải là i5 i7 đuôi U nhé. Và đương nhiên là không có càng rời, càng on RX XE thôi. Nhưng mà màn hình tráng gương này, độ phân giải nét hơn HD một tí và thậm chí nó lại còn cảm ứng được. Thì với mức giá chỉ từ 16 triệu cho bản base, 24 triệu cho bản 16GB, tôi đang có đây, nó ảo thật đấy, sao rẻ thế nhỉ? Và trong video này thì chúng ta sẽ xem là thực tế nó như nào. Nghe qua thôi là có vẻ là chị em rất yêu. Và từ ngày 1 tháng 8 đến tận 31 tháng 10 thì Asus đang có quả chương trình là Vivobook tựu trường nhận ưu đãi tới TUF. Cụ thể là cứ mua thì sẽ có quà 100%. Và đặc biệt hơn nữa là còn được bốc thăm trúng thưởng laptop VIP nhất là quà gần 50 triệu. Các bạn có thể bấm ngay vào đường link trong phần mô tả và bình luận để xem rõ thể lệ. Cứ mua máy là được quà và có cơ hội trúng một cái máy nữa, rất là sờ tông. Còn bây giờ là review chi tiết Asus Vivobook S14 Flip. Đến với ngoại hình trước đi thì nhìn vào quả mặt lưng này thôi, Asus năm nay cứ là copy paste. Các máy có ngoại hình gần như y hệt nhau. Được cái là đây là kim loại, nó mát mẻ. Và vì là màu xám nên dấu vân tay dính vào không thể nhìn thấy gần như. Nhưng mà kim loại lau cũng dễ thôi, cho tí nước lau kính vào nữa là sạch. Theo kinh nghiệm mà sờ mó của tôi thì cả cái máy cũng toàn kim loại thì phải, dí vào má khá là mát. Có một số web bảo đây là nhựa cao cấp, nhưng mà nhựa nào nó mát nhè được nên chắc là nhôm, đoán thế. Với một chiếc Ultrabook thì độ mỏng nhẹ lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Cái máy này dày 18,9mm và nặng 1,5kg. Nó phù hợp để mang đi học này, đi làm, và nó thay cho một con máy gaming hầm hố vất vả. Cổng kết nối thì cơ bản thôi nhưng mà vẫn đủ dùng, hai cổng A mỗi cái bên này, một HDMI, một Thunderbolt 4 và một jack 3.5. Cái việc mà nó có Thunderbolt 4 ấy là một điểm cộng khá lớn, tại vì mấy năm trở lại đây thì các hãng Windows có vẻ khá thích nhét cổng cao cấp vào máy tầm trung, nó tăng được cái trải nghiệm cho người dùng và copy file cho nó nhanh. Được cái là cái khe tản nhiệt thì đều được phân phối hợp lý này, trông thì có vẻ mát mẻ, không có cái nào dính thẳng lên màn hình hay là thổi thẳng vào tay. Đây là một cái điểm mà tôi thấy là tinh tế của con Asus. Còn hiệu năng như nào thì tí test. Lúc đầu tôi tưởng là cái bản lề này họ làm bóng bóng trông cho đẹp thôi, hóa ra là nó làm được như này. Yeah. Mà nó không chỉ mở ra được 180 độ nhá, mà nó còn quay mòng mòng được 360 độ luôn. Lộn tùng phèo như này thì người đối diện mới nhìn được nội dung mà một chia sẻ, chứ 180 độ thì chưa ăn thua. Tổng quan thì ngoại hình tôi thấy là tối giản này, nhưng mà fit thì chưa dày lắm, hơi bể. Cái điểm đáng tiền nhì của chiếc máy này nhá là màn hình. Khác với nhiều chiếc Vivobook khác mà tôi từng review thì đây là màn gương, tức là ngoài bóng lưỡi và phản sáng ra thì nó sẽ nâng sự nịnh mắt lên khá nhiều so với màn nhám. Thì đây là một cái ưu điểm khá lớn của màn gương, kiểu như là cùng một độ phân giải nhưng mà màn gương lúc nào trông nó cũng thích mắt hơn là nhám, kiểu thế, đánh lừa thị giác. Viền thì nó không mỏng lắm nhưng mà thế thôi, còn phải cảm ứng nữa chứ, mỏng quá khả năng là cụ đi sớm, vì kiểu là nó sẽ ngửa được 360 độ nên là khả năng người dùng màn hình để kê xuống bàn khá là cao, có khi là toàn để như thế để cảm ứng cho tiện. Nên là viền dày này thì tôi thấy là không phải là nhược điểm mà là tính năng. Mỏng quá thì có khi là nó chả thích bằng người dày như này. Tôi thì hay dùng như máy tính bảng để cạnh vừa làm việc vừa xem video thì nó sẽ đỡ tốn diện tích hơn nhiều so với việc là để nguyên một cái laptop bên cạnh. Về độ phân giải thì nó có một quả tên khá là hài là WUXGA. Cụ thể là nó sẽ nét hơn Full HD một tí. Nó là 1920x1200 thì dù là một tí thôi nhưng mà do ảnh được xử lý tốt và đây là tấm nền IPS nữa nên là chữ nghĩa nó ít răng cưa, và cái màn gương này thì nó cũng nịnh mắt hơn. Và đương nhiên là với một chiếc màn hình cảm ứng lớn như này thì đây là kính cường lực nên là bạn có thể thoải mái dùng nó như là một chiếc máy tính bảng được. Tôi thì khá là hơi ghê tay vì là không dùng laptop màn hình cảm ứng mấy, kiểu cứ sợ chọc mạnh phát thì nó sọc cho mắt thì thôi hài gión luôn. Nhưng mà nó chỉ sọc nếu mà bạn kiểu nhẹ thôi, chứ còn dùng thông thường thì thoải mái. Tỷ lệ thì cũng là 16:10 nên là mặc dù là 14 inch nhưng mà trông nó màn khá to, không bé bé như là 16:9. Đánh giá tổng quát thì đây là một chiếc màn hình đẹp được sinh ra để cảm ứng đúng nghĩa này, tức là nó có thể gập ngửa lại dùng mỗi màn hình thôi. Như thế thì nó mới tiện, chứ để bàn phím ở trước thì nó chả khác gì một cái laptop mà có thêm cảm ứng ấy. Và bạn cần cho anh xem cái gì ấy, thì cứ lật ngược màn hình lại nó sẽ tự động xoay luôn. Thì cái này rất là tiện khi mà chia sẻ ý tưởng, brainstorm xong các thứ. Nhưng điểm trừ là nó 60Hz.
90 Hz hay là 120 Hz thì nó ngon hơn, thông số thứ mượt hơn mà. Tiếp theo thì là cái điểm mà đáng tiền nhất này là cấu hình. Mặc dù đã là Ultrabook nhá, lại còn cảm ứng, nhưng mà Asus vẫn nhồi vào đây i9-13900H 14x20 luồng, xung tối đa là 5.4 GHz. Con chip này nó là gần như là cao cấp nhất hiện tại trên laptop rồi. Đương nhiên là i9 giá này thì không có càng rời mà chỉ có Intel Iris Xe tích hợp thôi. Nhưng mà đây gần như là cái mức giá rẻ nhất cho một chiếc laptop có i9 mà nó còn thêm màn cảm ứng nữa ấy, thì con này nó quá là rẻ. Một lưu ý nhỏ là cái phiên bản i9-13900H thì sẽ đi cùng 16GB RAM và 512GB SSD luôn, chứ không có i9-8GB đâu, hơi đần. Chiếc máy này thì gần như là có sức mạnh y hệt con VBook 14X OLED mà tôi từng làm trên kênh này rồi. Thông số trên giấy tờ nó y hệt, tức là chỉ tính riêng con chip thôi thì nó cực kỳ khỏe, đứng trên cả 11 Max trong bảng xếp hạng hiệu năng. Tuy nhiên là cái việc không có càng rời thì sẽ hạn chế khá nhiều khả năng bung lộ sức mạnh của nó, sẽ không thể khỏe như giống như Phượng, giống như khi mà có càng rời được. Nhưng mà thật đấy, mua con máy này về để chiến game AAA render 4K thì tôi nghĩ là không nên. Đương nhiên là mấy game cơ bản như là LOL, FIFA, Valorant thì thoải mái, FPS nó ổn định và cho trải nghiệm nó mượt mà. Nhưng mà nhắc lại là 60Hz nên là cũng không sướng đến thế đâu. Tôi nghĩ là máy này để chơi cờ bằng tay ấy, như kiểu chơi cờ trên điện thoại ấy, thì hài phết cũng vui. Hầu hết các game và đặc biệt là hơi nặng một tí như là FIFA thì sẽ bị giật khung hình khá. Vì đương nhiên là chơi game một lúc thì máy nóng lên, mà máy nóng lên thì hiệu năng giảm, mà cái việc nhét i9 vào đây thì càng khiến cho máy mỏng nhẹ này nó nóng hơn. Chơi dưới điều hòa thì nó đỡ hơn một tí, chứ ngồi quạt thì khả năng là thảm họa. Tuy vậy thì các tác vụ media như là Canva, làm tí Photoshop thì nó không phải là cái gì quá khó, thậm chí là cảm ứng còn zoom ra zoom vào được, nó tiện đấy. Premiere thì nó cũng khá mượt thôi, làm cơ bản thôi, chứ còn add nhiều hiệu ứng quá thì nó cũng không chịu được đâu, nó giật lắm. Nói chung là nó sẽ đáp ứng được thoải mái các tác vụ media của đối tượng khách hàng nó hướng tới là ai ạ? Đa số là các chị em thích ngoại hình đẹp, thích màn hình cảm ứng mà máy vẫn phải khỏe một tí thì hiệu năng này nó phù hợp, vẫn chơi game chống vã được và vẫn làm việc được. Đánh giá hiệu năng thì nó không quá ấn tượng, nhưng mà với Ultrabook cảm ứng thì là ngon. Tiếp theo thì nó đến bàn phím và trackpad đi. Thì bàn phím là một điểm mà tôi khá là không thích ở chiếc máy này, tại vì nó đồng bộ với màu máy nên là nó khó nhìn khi mà không bật đèn, và bật đèn thì lại càng khó nhìn hơn vì nó màu trắng, chỉ có ngồi tối om thì còn nhìn thoải mái, chứ bình thường hơi khó chịu. Hình như là cái màu full đèn thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng đổi lại thì cái trải nghiệm gõ bàn phím nó ổn, hợp lý cho đánh văn bản cần lướt tay nhanh. Phím này và phản hồi tốt, mỗi cái là hành trình nó chưa sâu lắm. Và đương nhiên là 14 inch thì nó sẽ không có full size đâu, và đặc biệt là nút nguồn ở trong nút delete, nên là hãy lưu ý làm quen để không bấm nhầm tắt máy khi mà đang chơi game hoặc là đang gõ văn bản. Mặc dù là bấm vào thì nó chỉ khóa màn hình thôi, nhưng mà kiểu nó bị bực ấy. Trackpad thì tôi đánh giá là mượt, nó phù hợp với cái tiêu chuẩn trackpad trên một chiếc Ultrabook để đi cà phê đỡ phải cầm chuột. Ngoài ra thì nó cũng có một cái màn hình nhỏ nhỏ bên phải để bật led phím số ảo. Cái này thì để thay thế phần numpad bị cắt đi, nó tiện lợi và là một cái giải pháp thay thế thông minh. Còn mấy cái hình kẻ này thì là cái gì tôi cũng chịu, nó giống như mấy thiết kẻ nhưng chắc là họ vẽ theo đẹp thôi. Tiếp theo là loa thì ban đầu tôi cũng không định nhắc đến âm thanh đâu, nhưng mà thấy cái là sao bài hát Macadong nên là test một tí xem như nào. Nó cũng không quá xuất sắc, nhưng mà để giải trí nhẹ nhàng hay xem phim thì ok. Nghe nhạc căng cực thì bass đập không căng lắm, dù sao thì loa nó cũng bé tí mà, nó còn đảm bảo đáy nữa, là xem Netflix hay là nghe chơi thì cũng ok. Và Ultrabook thì người ta cũng khá quan tâm về pin, nhưng mà theo phản ánh từ một số người dùng đã mua con máy này thì nó sẽ không phải là xuất sắc. Nó dùng bình thường thì được cỡ 4-5 tiếng, nhưng mà hơi động đến cái nặng thôi là sụt như là quần luôn. Màn hình thì tuy không phải là độ phân giải cao, nhưng mà nó cũng là cảm ứng nên là cũng ăn điện khá nhiều, mà đây lại còn là i9 nữa nên là pin nó không thể kỳ vọng là siêu trâu được. Công suất sạc của nó là 90W nên là vừa dùng vào sạc nó nhanh thôi. Pin 50W rồi thì không kỳ vọng hơn được. Tổng hợp lại về nhược điểm một chút đi, thì cái phần mà tôi thấy chưa ưng nhất là cái màn hình của nó. Thứ nhất là tôi kỳ vọng là nó sẽ nét hơn ấy, 2K chẳng hạn, chứ 1920x1200 thì không, là tần số quét lại còn 60Hz ấy, thì nó không có đã cho lắm. Và đương nhiên là với một game thủ thì i9 không càng rời sẽ là một cái nhược điểm, nhưng mà tôi nghĩ là cái máy này cũng không dành cho game thủ đâu nên là không phải loan tăng làm gì. Tổng kết lại thì Asus VivoBook S14 Flip được sinh ra với đúng mục đích của nó là laptop cảm ứng này. Thì một là phải tháo rời phím ra được, hai là có thể gập ngược lại dùng cho tiện như chiếc máy này. Nếu mà bạn có ý định mua một cái thiết bị laptop cảm ứng ấy, thì hãy nhớ là nó phải đáp ứng được một trong hai điều kiện trên. Còn về hiệu năng thì thôi tôi cũng không nhắc cái nữa. Đối tượng sẽ mua chiếc máy này cũng chỉ cần đến thế thôi. i9 không cạc thì nó yếu với game thủ, người làm chuyên nghiệp, chứ mà mấy chị em thích cảm ứng hoặc là với người dùng cơ bản thì nó quá là thừa. Với cả là đây cũng là một cái laptop i9 cảm ứng rẻ nhất thị trường ấy, nên là cũng phên phiến thôi, không nên khắt khe quá với mức giá này. Các bạn thấy sao về chiếc máy này? Màn hình cảm ứng có cần thiết trên laptop không? Hay chỉ là một cái tính năng thừa thãi? Hoặc là bạn muốn hỏi bất kỳ điều gì thì hãy để lại ý kiến trong phần comment để chúng tôi làm video tổng hợp. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký Người Chơi Đồ và vào group của Người Chơi Đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video cũng như là giveaway nào. Xin chào và hẹn gặp lại.